hôm nay mình vừa diện một cái bộ gọi là yếm màu cam nhá. Vô cùng là cute đứng giữa cửa hàng tạo dáng. Ôi xong rồi chẳng hiểu thế nào mà thằng lóng bè nó nhìn thấy mình như thế. Nó lôi mình sành sạch từ ngoài cửa hàng lao vào trong bếp. Xong rồi nó nói với mình như thế này là có bố láo không chứ. Nó bảo là nhìn anh như là thợ sửa điện đấy, như là thợ sửa ống nước đấy. Anh lại lố lăng làm xấu mặt cả một dòng họ trong đầu quán nó. Ấy thì mình mới trả lời nó là mình đi theo trường phái gọi là cute phô mai quay. Xong rồi nó trả lời mình rất ngon lành là anh kiểu cũng có tuổi rồi, anh hiểu không? Anh có tuổi rồi, anh ăn mặc này không phù hợp với lứa tuổi, làm ơn trưởng thành cho em nhờ. Thế là mình hỏi trưởng thành thế nào thì nó bảo là đi theo nó. Xong rồi nó cầm mình nó lôi sành sạch đi như là thú nuôi nhà nó đấy, tức không chứ đi. Gớm, cứ tưởng là cao kiến gì, cứ tưởng là dắt đi đâu, hóa ra là dắt mình đến u bần sờ to thứ nị ơ hay. Cái chỗ này thì mình còn lạ gì nữa, toàn mua quần áo ở đây mà cứ làm như là sáng tạo lắm mới đùa. Hóa ra là nó nghe hơi nổi chó ở đâu ấy, nó mới biết được thông tin là Urban Store đang có chương trình sale Black Friday, giảm giá tới 80% và còn được tặng những món quà như là bắt tay, xịp tay. Và Urban Store bây giờ còn có nhá, có stylist chuyên môn này để tư vấn và phối đồ cho khách hàng. Nó mới bảo anh stylist là anh em phối đồ ngu lắm nên là anh làm ơn phối cho anh ý ra cái hồn người. Mất dạy. Ôi giời ơi, nói không phải mê tín chứ đúng là em phối đồ là gọi là ngu thật các bác ạ. Thế là em mới nhờ cái anh stylist xanh lét này, anh ấy tìm cho em 3 bộ đồ. Một bộ đồ đi dạo phố này, một bộ đồ đi làm này và một bộ đồ thể thao này. Làm ơn phối hộ một cái xem nào. Như nào? Thế thì mấy cặp stylist và một đứa em thông minh. Woo! Vì có hóa đơn trên 1,5 củ nên anh em mình được một lượt bốc thăm trúng iPhone 13. Nói chung là có thằng em thông minh như Long Bé thì cũng phải gọi là được việc phết đấy. Chúng mình đã có một ngày mua sắm cực kỳ vui vẻ tại Urban Store. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi một chiếc clip review của anh em chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những chiếc video sau nhé. Bye bye.